mà sang trang thì các bạn phải có mã free ship. Các bạn phải chú ý là mã free ship phải có cụm từ đơn hàng từ 0 đồng thì mới áp dụng được với deal sang trang 1k. Ví dụ như mã free ship này thì sẽ được giảm tối đa 25.000, vì thế mọi người sẽ chọn ra những shop có tiền ship dưới 25.000 thì sẽ được ship 0 đồng. Tương tự như thế thì mã free ship này thì sẽ được giảm tối đa 40.000. Và mỗi tháng thì Shopee sẽ tặng cho mỗi tài khoản một mã free ship như thế này. Và nếu như mọi người có cập nhật tài khoản Shopee thì mọi người sẽ nhận được nhiều mã hơn. Hoặc là mọi người có thể lập tài khoản mới để có thể nhận được những mã voucher free ship cho đơn đầu tiên như thế này. Nếu như mà mọi người đã có được mã free ship thì mọi người sẽ ra trang chủ của Shopee và kéo đến chỗ deal shop từ đơn 1k và nhấn vào đó. Bạn kéo đến chỗ đồng giá 1k và nhấn vào xem tất cả. Thì ở đây sẽ có những khung giờ flash sale khác nhau và mọi người sẽ chọn ra khung giờ mà mọi người muốn sang treo, và mình sẽ chọn ra khung giờ sắp diễn ra. Mọi người sẽ chọn ra 5 sản phẩm mà mọi người muốn mua, sau đó thì lưu sản phẩm đó lại bằng cách nhấn vào trái tim ở bên góc bên phải. Vì mã free ship hiện tại mình có là mã giảm tối đa 25.000, vì thế mình sẽ chọn ra những sản phẩm của shop có tiền ship dưới 25.000. Sau đó thì đợi đến giờ flash sale thì các bạn sẽ lựa xuống và tìm vào mục đã thích. Sau đó thì mọi người sẽ lần lượt thêm vào giỏ hàng những món mà mọi người lúc nãy đã lựa. Vì là sang treo 1k số lượng có hạn là mọi người phải nhanh tay thì mới có thể săn được những món xịn. Mọi người cứ làm tương tự như vậy đối với 5 sản phẩm còn lại. Vì một mã free ship có thể áp được tối đa 5 đơn. Vì thế sau khi đã thêm được vào giỏ hàng xong thì mọi người chọn ra là 5 đơn và áp mã free ship thật nhanh tay. Sau đó thì mọi người chỉ việc nhấn mua hàng và sau đó kiểm tra lại một lần nữa thì là xong rồi. Chúc mọi người thành công.